Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023. Ông Tống Văn Dịnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo huyện Cờ Đỏ đến dự. Trong năm 2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ và các tổ chức thành viên triển khai tốt chương trình thống nhất hành động, bám sát chủ đề của huyện ủy và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nổi bật, hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên đã thực hiện các chính sách hỗ trợ cho 51.903 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền trên 76 tỷ 755 triệu đồng. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh với 27 công trình chào mừng 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 39 mô hình dân vận khéo. Kết quả đã thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng 26 công trình và 39 mô hình. Vận động quỹ vì người nghèo trên 376 triệu đồng chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, xây dựng 71 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền trên 4 tỷ 600 triệu đồng.